Đứng về mặt quy luật chân lý thì sự lựa chọn trường học không thuộc về cha mẹ, mà con cái là người được quyền chọn chứ không phải cha mẹ. Và rất nhiều cha mẹ là đánh mất đi cái quyền lựa chọn của con cái, vì con cái sẽ họ chọn cái gì thì thường là về mặt nguyên tắc thì ai ra quyết định thì người đó chịu trách nhiệm. Thế thì khi con mình nó chọn cái trường đó thì con mình nó sẽ nỗ lực, đáng lẽ nỗ lực 8 thì bây giờ nó phải nỗ lực 10 để nó chứng minh với mẹ rằng cái sự lựa chọn đấy là đúng. Thì như vậy là cái quyền lựa chọn đầu tiên thuộc về con. Chị Hoa Cỏ Mai có đặt câu hỏi thế này: A Di Đà Phật, thầy ơi, thầy cho con hỏi, năm nay bé nhà con thi tuyển sinh vào lớp 10. Bé học rất tốt, năm nào cũng tốt ở trường. Bé muốn thi vào trường bình thường gần nhà. Con thì muốn cho bé vô trường tốt thì xa nhà hơn. Hai mẹ con không tìm được tiếng nói chung. Con cũng tôn trọng bé nhưng không được vui vì thấy uổng cho sức học của bé quá ạ. Mong thầy cho con lời khuyên để tìm được hòa khí giữa hai mẹ con. Con cảm ơn thầy, kính chúc thầy buổi tối an lạc ạ. Vâng. Thứ nhất, đứng về mặt quy luật chân lý thì sự lựa chọn trường học không thuộc về cha mẹ, mà con cái là người được quyền chọn chứ không phải cha mẹ. Và rất nhiều cha mẹ là đánh mất đi cái quyền lựa chọn của con cái, vì con cái sẽ họ chọn cái gì thì thường là về mặt nguyên tắc thì ai ra quyết định thì người đó chịu trách nhiệm. Thế thì khi con mình nó chọn cái trường đó thì con mình nó sẽ nỗ lực, đáng lẽ nỗ lực 8 thì bây giờ nó phải nỗ lực 10 để nó chứng minh với mẹ rằng cái sự lựa chọn đấy là đúng. Thì như vậy là cái quyền lựa chọn đầu tiên thuộc về con. Thế tuy nhiên, nếu mà trao cho con cái quyền lựa chọn mà không dạy cho con cái chuẩn nhận thức thế nào là một trường học tốt, thì dẫn tới không có cái tiêu chí để bám vào để đánh giá là thế nào là một trường học tốt. Vậy thì để đánh giá một trường học tốt thì việc đầu tiên ấy, chúng ta phải đánh giá là cái trường học đấy nó phải là phương tiện để đưa chúng ta đến với tương lai. Thế thì khi mà đưa đến tương lai thì năm nay con nó vào lớp 10. Vậy thì một cái trường mà đưa đến tương lai thì bây giờ việc chúng ta lại phải đặt câu hỏi là tương lai của mỗi người thì có lựa chọn khác nhau. Nếu như chúng ta muốn trở thành một nhà khoa học thì có thể con chị vào trường chuyên có thể rất là ok. Nếu trở thành một nhà kinh doanh thì có khi lại sống trong môi trường của trường đại trà và va chạm với đủ loại người thì có khi lại ok. Nhưng muốn trở thành một bác sĩ giỏi thì có khi vẫn phải học trường, những cái trường mà nó mang tính chỉnh chu, mang tính huấn luyện cho con người ta cái thói quen rất là tốt, kỹ lưỡng. Vậy thì rõ ràng ở đây là không có trường cấp 3 tệ, mà chỉ là vấn đề là mình lựa chọn cái trường cấp 3 nào theo hướng nào cho con mà thôi. Vậy thì việc đầu tiên là cha mẹ với con cái phải thống nhất với nhau về định hướng là sau này tương lai con trở thành ai. Tức là mình phải hướng nghiệp. Và cái việc này thì nếu chúng ta không lựa chọn được cái chỗ mà mình hạ cánh thì cái phương tiện mà hạ cánh thì chúng ta không biết chọn phương tiện nào là tốt nhất. Vì vậy là cả cha mẹ lẫn con cái đều bị hoang mang và cũng không biết thế nào là tốt. Vậy thì ở đây là câu chuyện không có trường nào xấu, không có trường nào tốt. Cho nên không tin, các anh chị thử hỏi mà xem. Ngay kể cả những cái trường làng ở quê thôi, rất là bình thường, vẫn có thể tạo ra những doanh nhân kỳ vẹn vĩ đại, vẫn có thể tạo ra những nhà khoa học tốt. Ngay kể cả những cái trường chuyên thì vẫn tạo ra những học sinh cá biệt. Vậy thì ở đây nó không có đúng, không có sai, mà vấn đề là chúng ta lựa chọn theo định hướng mà tương lai mình định cho con mình làm cái nghề gì và trường cấp 3 ấy nó giải quyết được bài toán gì. Thì cái bài toán lúc bấy giờ ta mới biết là chọn trường cấp 3 nào. Đấy là thứ nhất, tiêu chí thứ nhất. Vậy thì muốn có cái tiêu chí chọn trường làm phương tiện để đưa ta đến tương lai thì việc đầu tiên chúng ta phải xác định cái mục đích tương lai của con mình đã. Đấy là việc đầu tiên. Việc thứ hai, ngay kể cả chọn trường thì các cái yếu tố quan trọng nhất trong học tập là cái gì, theo thứ tự quan trọng nhất xong đến gì. Thì thưa với chị rằng là quan trọng nhất đối với yếu tố học tập lại là sự quyết tâm, cái khát vọng thật sự cháy bỏng trong cái người học. Cho nên là có những anh chị học ở trường thành phố rất là thuận lợi nhưng vẫn không thành tài. Nhưng có những đứa trẻ nó học ở trường quê, thậm chí ở vùng đồng bào
rất là nghèo khó, nhưng chúng vẫn thành tài. Vậy thì việc học quan trọng nhất là khát vọng của người học. Vậy thì việc đầu tiên là chị phải làm cho con một cái mục tiêu trong tương lai. Đồng thời con nó tự lựa chọn trường thì các con nó tự chịu trách nhiệm với cuộc đời nó, thì khát vọng của nó sẽ cháy bỏng. Sau cái khát vọng của người học thì đến yếu tố thứ hai là yếu tố môi trường học. Nếu trong một môi trường mà rất nhiều người khát vọng cái đích đến giống con mình, hoặc là có rất nhiều khát vọng, nhiều người có chung một khát vọng, thì con mình nó không khát vọng cũng không được. Vì vậy nó phải vào một cuộc đua khát vọng. Như vậy là môi, cái đầu tiên khát vọng của đứa trẻ khi đi học là quan trọng nhất. Thứ nhì là môi trường đấy có tạo ra khát vọng hay không. Cho nên là môi trường, tức là khát vọng của người học quan trọng hơn môi trường học. Nhưng mà môi trường học thì quan trọng hơn là ai? Là thầy giáo dạy. Thứ ba là thầy giáo. Tôi lấy ví dụ như một chương trình có hay đến mấy, ví dụ chương trình đạo Phật rất hay, nhưng nếu giao cho một ông mà tâm của ông không ra gì thì cái Phật pháp này còn trở thành phương tiện làm việc ác. Cho nên là cái thầy giáo dạy trong trường là quan trọng thứ ba. Xong với đến chương trình dạy, chương trình dạy xong với đến cơ sở vật chất nhà trường. Như vậy cơ sở vật chất là thấp nhất. Thì tôi nhắc lại theo thứ tự ưu tiên: một là khát vọng của người học, hai là môi trường học, thứ ba là thầy giáo trực tiếp dạy và là chủ nhiệm lớp con mình, thứ tư là chương trình dạy, và thứ năm là cơ sở vật chất. Như vậy để chúng ta hình dung ra các cái thứ tự ưu tiên. Cho nên việc số 1, nếu thật sự con chỉ có khát vọng và nó mong muốn học một trường đấy thì dứt khoát nó khát vọng hơn nữa vì nó chịu trách nhiệm với khát vọng của con. Câu chuyện thứ hai, chị lưu ý cũng là khát vọng của con, nhưng con lựa chọn một trường nó có nhiều bạn chung cái khát vọng với con, thì như vậy nó sẽ cộng hưởng khát vọng, thì như vậy cái khát vọng ấy nó được tiếp lửa liên tục, gọi là môi trường học. Xong thứ ba, chị vì trong cái trường mà con nó lựa chọn thì chị lại giúp con lựa chọn được vào một cái lớp mà có thầy cô giáo chủ nhiệm tốt. Xong đến việc thứ tư thì chương trình của Bộ Giáo dục thì giống nhau rồi. Xong việc thứ năm, cơ sở vật chất thì không quan trọng, không quan trọng lắm, nó chỉ là thứ yếu thôi. Nhưng mà hiện nay đa phần các cha mẹ thì hay lựa chọn trường là ưu tiên mấy cái việc sau: một là trường gần nhà, hai là trường lâu năm, ba là trường nổi tiếng cho đỡ xấu hổ mặt mũi cha mẹ, bốn là trường bốn là cái trường mà cha mẹ được các anh chị bạn bè trước giới thiệu. Như vậy là không dựa trên một cái nguyên tắc thật sự trí tuệ để soi xét, mà dựa trên một thói quen thông thường để lựa chọn một cái trường. Vậy thì tôi vẫn nhắc lại có 5 yếu tố. Vậy thì căn cứ vào cái bộ mà nhận diện đó thì Tuấn nghĩ là chị có mấy việc nên hành động. Một là ngồi bàn với con về tương lai, và nếu đi đến tương lai đó thì theo con, theo mẹ thì cái trường nào là trường là phương tiện tốt nhất. Sau khi mà chúng ta tìm ra cái trường thuộc cái nhóm phương tiện đó thì trong các cái nhóm trường đấy chúng ta chọn ra một trường dựa trên thứ tự ưu tiên là môi trường dạy dỗ, thầy giáo chủ nhiệm, chương trình, rồi đến cơ sở vật chất. Rồi cuối cùng mong là dựa trên các cái tiêu chí đấy, mẹ con chị đoàn kết và tìm được một con đường đúng dựa trên cái nguyên tắc để chúng ta thống nhất với nhau, tránh mâu thuẫn. Rồi xin cảm ơn ạ. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.